Xin chào quý vị và các bạn đang xem trên kênh Cây Cảnh và Cuộc Sống. Hôm nay nhà vườn bonsai Hải Bùi Văn, địa chỉ Vũ Thư, Thái Bình, chia sẻ một cốt xanh Nam Điền dáng lão mai sinh quý tử. Nhà vườn Hải Bùi Văn vừa mới thay chậu cho cây phôi xanh dáng lão. Hải Bùi Văn sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem. Cây cốt phôi xanh cũng rất già, chân bẹ móng rất đẹp. Đây là một cây con tử neo ở trên lưng rất duyên. Hải Bùi Văn sẽ quay mặt sau cho quý vị chiêm ngưỡng. Tổng thể hai mặt và chân bẹ cũng khá ok. Đây là một con tử ở bụng. Khi nhà vườn mua về, người ta đã ký sẵn rồi. Một con tử rất già và nhìn rất duyên. Cây đang ở chậu nọt nòng 80, 1m2. Cây cao tổng thể là 2, 4. Cây cao tổng thể 95 đến 1m. Một cây đơn vàng nhà vườn sẽ quay chi tiết gốc và chân bẹ cho quý vị tham khảo. Đây một cây đơn vàng 5 thân, chân bẹ rất đẹp, đang ở chậu nọt nòng 30 năm.
hòa ra quanh năm. Giới thiệu đây là một tác phẩm đơn đỏ. Cây một cốt dáng rất đẹp. Cây rất già. Cây to gần bằng bắp chân, u bíu như nắm tay. Cây đang ở trong chậu 30. Song của cây cũng rất đẹp. Chia sẻ với quý vị và các bạn một cốt phôi 8 tầng rất già, nhà vườn mới mua cốt 8 này được hơn một tháng chút. Nhà vườn chia sẻ thưa quý vị và các bạn. Cây đang ở trong chậu 50-75. Cây sau này cắt dập định hình làm cốt dáng làng.